Ví Shopping. Bệnh lý cơ xương khớp là vấn đề sức khỏe đang được thế giới rất quan tâm vì quy mô lớn và hệ quả nghiêm trọng của bệnh trong cộng đồng. Triệu chứng lâm sàng quan trọng và thường gặp của bệnh cơ xương khớp là đau mãn tính, và đây chính là nguyên nhân làm bệnh nhân cơ xương khớp bị giảm chất lượng cuộc sống nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần. Do đó, tìm ra những sản phẩm có tác dụng giảm đau nhanh, mạnh, tức thì là niềm mong muốn của rất nhiều người. Tôi là một trong những người lớn tuổi. Cái việc đau nhức xương khớp thường xuyên xảy ra. Sau khi được biếu tiếp nociceptone, tôi đã đọc kỹ hướng dẫn và tôi thấy được chiết xuất từ thảo dược quý, không có corticoid, không có tác dụng phụ, và tôi đã liền sử dụng. Sản phẩm này đã mang lại cho tôi một cảm giác rất dễ chịu vì mùi hương tự nhiên, không bị nhờn, không dính, và đặc biệt khi bôi thẩm thấu rất nhanh trên bề mặt, cảm giác đau của tôi đã giảm rất rõ rệt. Những cái đau nhức ở hai cánh tay của tôi là mất hẳn. Cách đây 6 tháng thì tôi bị ngã, đầu gối đập xuống đất, xương tấy, đi lại khó khăn. Vì vậy cho nên tôi đã sử dụng cái gel nociceptone để giảm bớt cái sự đau. Nociceptone thì cái giảm đau rất là nhanh chóng, và tôi cũng đã đi lại được bình thường rồi. Gel giảm đau nociceptone sản xuất và được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp với chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên an toàn, lành tính, gồm nhiều loại tinh dầu nguyên chất như lá đuôi ngựa, kênh bóng quỷ, tinh chất đất sét xanh, húng tây, tràm gió, hương thảo, bạc hà, long não. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, không corticoid, không chất bảo quản. Dạng gel thẩm thấu nhanh chóng, có tác dụng làm dịu và giảm nhanh chóng các cơn đau cơ xương khớp, thống phong, chấn thương thể thao và giảm xương nề hiệu quả. Gel giảm đau nociceptone không chất bảo quản, không tác dụng phụ, không gây biến chứng dạ dày, xương, không dị ứng. Gel giảm đau nociceptone giảm đau nhanh chóng các cơn đau cơ xương khớp, các cơn đau do chấn thương, đau liên sườn, xương nề, vai gáy. Thực sự là mệt quá anh Dương ạ, nhưng mà giới thiệu với chị Thu Thủy, đây là anh Vũ Thành Dương, huấn luyện viên Taekwondo. Ngày hôm nay đã giúp Nguyên Anh có thể tiếp cận được với môn thể thao rất mới là tập võ. Wow, huấn luyện viên của Nguyên Anh à? Yeah. Thông thường thì Thủy thấy là huấn luyện viên là phải mấy chú, mấy bác già già cơ. Tại sao huấn luyện viên của Nguyên Anh lại trẻ với đẹp trai như thế này? Đẹp là do tập thể thao đấy. Nhưng mà em nghĩ là ngoài việc là đốn ngã đối thủ thì chắc chắn là anh đã đốn tim biết bao nhiêu cô gái rồi đúng không ạ? Cô gái đầu tiên anh là Thủy. Anh đã chính xác. Đầu tiên xin chào hai bạn MC cũng như là các khán giả của V Sport Shopping. Tôi tên là Vũ Thành Dương, trước kia tôi từng là vận động viên chuyên nghiệp, mà hiện tại tôi đang là huấn luyện viên môn Taekwondo. Huấn luyện viên Taekwondo, nhưng mà thực sự với anh là chỉ một ít phút tập luyện với anh thôi ấy. Nhưng mà toàn bộ là đầu tiên là cổ chân này, tay này và hông đang rất là đau. Thực ra thì nói thật với cả Nguyên Anh là cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn khó khăn nhất. Thì thường là các bạn mới tập thể thao chưa quen vận động, thành ra là những cái cơ này, khớp này nó mới lần đầu làm quen với các cái vận động, thành ra là dễ bị đau, dễ bị chấn thương. Thực tế thì có rất nhiều cách để chúng ta giảm đau, giảm chấn thương. Ví dụ như là massage, chườm nóng, chườm lạnh, ngâm lạnh. Nhưng mà để anh sẽ giới thiệu cho Nguyên Anh một sản phẩm này mà Nguyên Anh bôi xong là sáng tập, chiều có thể tập lại luôn. Wow, hay luôn. Vậy cơ hả anh? Mà trông có vẻ là cũng rất là háo hức đúng không? Không chỉ háo hức với sản phẩm mà còn háo hức với cả huấn luyện viên của chúng ta. Nguyên Anh biết sao không? Thu Thủy là một người rất là thích thể thao, nhưng mà cứ mỗi lần tập lại hay chấn thương. Thế là cứ mỗi lần chấn thương như thế lại nghỉ mất vài ngày, thành ra là cực kỳ lười. Đâm ra là ngày hôm nay có huấn luyện viên đẹp trai như này thì được truyền thêm động lực để thể dục thể thao. Dung dinh hơn đúng không? Chính xác. Tập thể thao nhiều thì tự nhiên sẽ đẹp thôi.
đẹp cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng mà anh chia sẻ đi, bởi vì là đấy em hay bị chấn thương lắm, không biết là có cái phương pháp nào để khắc phục được tình trạng này ạ? Giới thiệu với Thu Thủy Nguyễn Anh, đây là Nociceptone, một trong những cái sản phẩm mà mình rất là tin dùng trong nhiều năm nay. Bởi vì thực tế là mình là một vận động viên thể thao chuyên nghiệp, thành ra là mình rất ưa chuộng những cái sản phẩm mà có thành phần là thiên nhiên. Nó không gây tác dụng phụ, bởi vì mình còn dùng cho trẻ con nữa mà. Bật mí hai bạn là nhà mình có cháu của mình, gọi mình là cậu, thì hiện tại đang đến tuổi tập xe đạp rồi. Hay ngã lắm, mà có tác dụng phụ việc bôi cho cháu thì mình không yên tâm. Thế, hôm nay giới thiệu các bạn đây. Cái này em có thể dùng thử luôn được không ạ? Có chứ. Hiện tại là cổ chân này, cổ chân là đỏ hết lên rồi. Tay này cũng bấm là cũng bị hơi gọi là ế. Và cái phần bắt tay này thì bây giờ cái này nó có gọi là giảm đau tức thì không anh? Bởi vì có, mình thường ấy, là xem trên truyền hình chẳng hạn là có những cái vận động viên người ta dùng rất nhiều những cái loại tân dược khác nhau. Thế nhưng mà như anh nói ở đây là thảo dược thì liệu có tác dụng ngay không anh? Có tác dụng ngay, tác dụng khi bôi, khi thoa xong cái là bạn sẽ cảm thấy ngay. Đây bạn có thể thử dùng luôn. Nguyên Anh thử trước đi, xong rồi Thu Thủy sẽ thử. Chị Thủy thì là tập môn thể thao gì nhỉ? Thủy thì thích tập gym, hay tập gym lắm. Nhưng mà đấy, như Thủy vừa chia sẻ đấy, là cũng hay nghỉ. Thế là cứ mỗi lần tập như thế thì đau người ê ẩm ấy, thế là lại đâm ra lười. Thế là bị lười luôn đúng không? Đầu tiên em ngửi thấy là cái mùi này nó khá là thơm. Thứ hai là nó dễ chịu. Mình cứ xoa đây là thôi đúng không anh? Xoa mà chúng ta chú ý là xoa đều, xoa nhẹ thôi và bôi một lớp vừa phải, đừng có bôi dày quá. Mà nhớ là mà hai bạn nhớ là đừng có bôi với vết thương hở nhá. Thu Thủy đứng cách sang Nguyên Anh gần 1 mét nhưng mà vẫn ngửi thấy một cái mùi thơm rất là dễ chịu. Đúng rồi, và có một cái đặc điểm mà Nguyên Anh nhận ra ngay đấy là nó không bị dính vào tay. Chính xác. Lập tức là khô này và cái phần này á thì mình bôi một lúc là cảm giác nó hơi mát mát. Không biết cái này có phải là do tác dụng cụ thể của nó không hay là do mình cảm nhận như thế nhỉ? Nói chung là chườm lạnh là một trong những cái phương pháp rất tốt trong thể thao, thì cái này nó cũng có cái chức năng như thế, nó cũng làm cho mình cảm thấy lạnh ở cái vùng đau. Giúp mình giảm đau nhanh. Nhìn thấy rất rõ này, chỉ vừa nãy chỉ nói được một câu chuyện vài chục giây thôi là bắt đầu nó khô lại rồi, nó không bị bám dính ở đây. Và cái màu da của Nguyên Anh thì trở về màu da bình thường đúng không? Không còn là cái màu xanh treo của Nociceptone nữa. Tưởng là Thu Thủy định chê là màu da trông đen thế này. Không, màu da này là bánh mật quyến rũ. Bánh mật quyến rũ. Gel giảm đau Nociceptone sản xuất và được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp với chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên an toàn, lành tính, gồm nhiều loại tinh dầu nguyên chất như lá đuôi ngựa, kênh bóng quỷ, tinh chất đất sét xanh, húng tây, tràm gió, hương thảo, bạc hà, long não. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, không corticoid, không chất bảo quản. Dạng gel thẩm thấu nhanh chóng, có tác dụng làm dịu và giảm nhanh chóng các cơn đau cơ xương khớp, thống phong, chấn thương thể thao và giảm xương nề hiệu quả. Gel giảm đau Nociceptone không chất bảo quản, không tác dụng phụ, không gây biến chứng dạ dày, xương, không dị ứng. Gel giảm đau Nociceptone giảm đau nhanh chóng các cơn đau cơ xương khớp, các cơn đau do chấn thương, đau liên sườn, xương nề, vai gáy. Giá chỉ 169.000 đồng với tuyếp 40ml, 345.000 đồng với tuyếp 120ml. Đặc biệt, khi mua combo 2 tuyếp 40 và 120ml với giá 499.000 đồng sẽ nhận được một túi đeo chéo ngẫu nhiên xinh xắn. Nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 4780 để sở hữu ngay bí kíp xua tan cơn đau của bạn. Lý do vì sao mà anh biết đến cái sản phẩm Nociceptone này cũng như là so với các sản phẩm khác, bởi vì anh tập luyện thể thao theo anh được biết là đến nay là hơn 20 năm rồi. Mình rất may mắn là được một anh bạn giới thiệu cho loại gel này. Trước kia thì mình cũng dùng nhiều loại lắm Thủy ạ. Nhưng mà đến lúc mà dùng cái này thì ưng luôn. Mình thích luôn. Mà bật mí với Thủy một cái nữa là mình có một người chị thường xuyên phải đi xe máy. Mà từ lúc biết đến cái này là trong nhà lúc nào cũng có cái này. Đi xe máy bị đau ở đây này, biết cả ở đây này. Đi xe đường xa ấy, về bôi lại khỏi, lại hết. Nhưng không gì. Tức là nghe những lời của anh Dương chia sẻ thì chứng tỏ là đây là sản phẩm cho nhiều người, chứ không phải chỉ cho vận động viên thể thao hay là ai tập luyện cường độ cao. Đúng rồi. Cái này là chúng ta có thể dùng hàng ngày. Ví dụ như rất đơn giản là mình ngủ dậy nhá. Nhiều hôm mình ngủ dậy đau cổ, đau vai, không hiểu tại sao. Chính xác, đúng rồi, nằm sai tư thế. Nằm sai tư thế. Hay là ngủ say quá như nào đấy, như nào. Bôi vào gái lại thấy bình thường. Như vậy nghe anh Dương chia sẻ thì sản phẩm này thực sự là có rất là nhiều những tính năng ưu việt đúng không? Thế nhưng mà nếu mà để so với những sản phẩm khác ở trên thị trường thì anh Dương thấy là cái sản phẩm này có cái tính năng nào mà khác biệt nhất mà anh cảm thấy ưng ý nhất ạ? Khác biệt nhất đầu tiên mà mình cảm thấy ưng ý nhất đó là cái tác dụng tức thì là một, và quan trọng nhất là nó là
thành phần của nó là hoàn toàn tự nhiên. Hoàn toàn tự nhiên, và chính vì nó là hoàn toàn tự nhiên từ thảo dược cho nên là mình có thể sử dụng trong thời gian dài hàng ngày mà không sợ bị các dụng cụ gì cả. Như vậy là rất là an toàn đúng không ạ? Đi đâu là cũng thể mang theo, dùng chẳng may đau niếc gì. Vậy là sau ngày hôm nay, khi mà với những lời chia sẻ của huấn luyện viên Vũ Thành Dương, thì chúng ta nhận thấy được rằng là Noxicetone đang là một sản phẩm rất hữu ích cho những ai mà không chỉ là tập luyện thể thao cường độ cao này, hay là có những cái vấn đề về xương khớp, mà bên cạnh đó cả những khi mà chúng ta đi đường hay là không may gặp những chấn thương nhẹ hay là bị vấp ngã thì hoàn toàn có thể đến với Noxicetone. Vậy thì đây sẽ là một trong những sản phẩm mà hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị trên V-Shopping. Bệnh lý cơ xương khớp là vấn đề sức khỏe đang được thế giới rất quan tâm vì quy mô lớn và hệ quả nghiêm trọng của bệnh trong cộng đồng. Triệu chứng lâm sàng quan trọng và thường gặp của bệnh cơ xương khớp là đau mãn tính, và đây chính là nguyên nhân làm bệnh nhân cơ xương khớp bị giảm chất lượng cuộc sống nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần. Do đó, tìm ra những sản phẩm có tác dụng giảm đau nhanh, mạnh, tức thì là niềm mong muốn của rất nhiều người. Gel giảm đau Noxicetone sản xuất và được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp với chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên an toàn, lành tính, gồm nhiều loại tinh dầu nguyên chất như lá đuôi ngựa, cây bóng quỷ, tinh chất đất sét xanh, húng tây, tràm gió, hương thảo, bạc hà, long não. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, không corticoid, không chất bảo quản. Dạng gel thẩm thấu nhanh chóng, có tác dụng làm dịu và giảm nhanh chóng các cơn đau cơ xương khớp, thống phong, chấn thương thể thao và giảm xương nề hiệu quả. Gel giảm đau Noxicetone không chất bảo quản, không tác dụng phụ, không gây biến chứng dạ dày, xương, không dị ứng. Gel giảm đau Noxicetone giảm đau nhanh chóng các cơn đau cơ xương khớp, các cơn đau do chấn thương, đau liên sườn, xương nề, vai gáy. Giá chỉ 169.000 đồng với tuýp 40ml, 345.000 đồng với tuýp 120ml. Đặc biệt, khi mua combo 2 tuýp 40 và 120ml với giá 499.000 đồng sẽ nhận được một túi đeo chéo ngẫu nhiên xinh xắn. Nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 4780 để sở hữu ngay bí kíp xua tan cơn đau của bạn. Chào đón quý vị đã cùng quay trở lại với V-Shopping. Lúc này thì Nguyên Anh đã quay trở lại với một bộ trang phục quen thuộc, một màu đỏ rực rỡ, để cùng giới thiệu đến quý vị sản phẩm ngày hôm nay đã được huấn luyện viên Vũ Thành Dương chia sẻ phần đầu chương trình, đó là Noxicetone. Nguyên Anh chia sẻ thật đi, vừa nãy Nguyên Anh bôi thì bây giờ cảm thấy nào, đã hết đau chưa? Đây, cái vùng này là lúc nãy là do tập luyện này, tập đá và tập đấm nên là bị đau. Thực sự nhỉ, là sau bây giờ là khoảng 15 phút thì nó rất là mát, nó mát nhẹ nhẹ và không còn bị mẩn đỏ lên nữa, mà bây giờ là trở về vùng da như ban đầu rồi. Đó, quý vị khán giả nhìn thấy. Như vậy là rất là hiệu nghiệm đúng không? Chính xác. Và rất là thoải mái, và đặc biệt là sau khi bôi xong vài phút rồi thì nó không còn một chút nhờn dính nào dính ở trên da nữa. Chỉ với một tuýp kem rất là nhỏ, và Nguyên Anh cho ra một cái lượng gel cũng rất là ít thôi đúng không? Chỉ khoảng độ bằng hạt ngô thôi. Nhưng mà lại có hiệu quả tức thì như thế đúng không? Rất là tuyệt vời. Và chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị hai dạng tuýp mà chúng tôi có ở đây, dạng 40ml cũng như là dạng 120ml, và tùy theo nhu cầu của quý vị thì hai dạng tuýp này cũng sẽ rất là phù hợp. Nếu như mà ở nhà thì chúng ta có thể sở hữu một tuýp to, còn nếu như mà đi ra ngoài thể thao chẳng hạn thì chúng ta có thể mang dự phòng Noxicetone trong túi của mình, vô cùng tiện lợi. Và đặc biệt là cái phần thiết kế của nó thì rất là ưu việt nhá. Bình thường là mình sẽ phải lấy một cái vòi nhỏ nhỏ mình bôi ra tay đúng không? Thế nhưng mà cái phần thiết kế phần đầu trên của Noxicetone á, nó có cái phần cong như vậy, chúng ta có thể trực tiếp bôi lên phần những cái vùng mà mình bị đau, và đau ở đâu thì bôi ở đó. Điều đặc biệt và thú vị hơn cho tất cả quý vị đó là khi chúng ta mua combo là một tuýp 40ml và một tuýp 120ml với giá chỉ 499.000 đồng. Thế nhưng chưa hết, mà chúng ta còn có một quà tặng rất thú vị, thì không biết Thúy Thủy có thể tiết lộ được không nhỉ? Vâng ạ, quà tặng mà chúng tôi đang muốn nói đến ở đây là một chiếc ba lô rất là xinh xắn, rất là dễ thương như quý vị có thể thấy, và rất là phù hợp với những cô gái nữa. Và với những chàng trai, chúng tôi quyết định sẽ tặng ngẫu nhiên một chiếc túi đeo chéo như thế này. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là chúng ta vừa có thể đựng những cái đồ đạc cá nhân, và bên cạnh đó có những ngăn nhỏ để chúng ta làm gì ạ? Tuýp Noxicetone như thế này, 40ml đem đi mọi lúc mọi nơi, để vào ngăn nhỏ như vậy. Hoàn toàn an tâm đúng không ạ? Chúng ta đã có một giải pháp dự phòng nếu như mà chúng ta chẳng may bị gặp chấn thương đúng không ạ? Chắc chắn và thó. Thế là thôi, chúng ta có đủ tất cả đồ đạc và đi ra ngoài. Nguyên Anh thấy không? Trông giống tennis girl không này? Trông thế này thì cũng khá thoải mái đi ra ngoài đúng không? Rất là thời trang. Đâu nhỉ? Mình đi tập thể thao. Và chúng ta có thể đi mọi nơi, mọi lúc, dù là đi học, đi làm hay là đi chơi, đều có một người bạn đồng hành rất thú vị và nhỏ gọn bên cạnh, đó là Noxicetone. Và với những người yêu thể thao, ví dụ như là Thu Thủy đi, thì sản phẩm này cũng không thể nào thiếu được.
Trường sẽ đồng hành với chúng ta đến những phòng gym đúng không ạ? Chắc chắn là như vậy, và quý vị đừng quên nhé, nếu như mà quý vị cảm thấy ưa thích thì hãy nhanh tay cứ điện thoại lên và gọi cho chúng tôi đến số tổng đài của chương trình là 1900 4780 để ngay lập tức sở hữu bộ sản phẩm Nociceptone với mức giá rất ưu đãi là 499.000 đồng cộng với một món quà vừa nhỏ xinh vừa tiện dụng như thế này. Gel giảm đau Nociceptone sản xuất và được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp với chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên an toàn, lành tính, gồm nhiều loại tinh dầu nguyên chất như lá đuôi ngựa, kênh bóng quỷ, tinh chất đất sét xanh, húng tây, tràm gió, hương thảo, bạc hà, long não. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, không corticoid, không chất bảo quản. Dạng gel thẩm thấu nhanh chóng, có tác dụng làm dịu và giảm nhanh chóng các cơn đau cơ xương khớp, thống phong, chấn thương thể thao và giảm xương nề hiệu quả. Gel giảm đau Nociceptone không chất bảo quản, không tác dụng phụ, không gây biến chứng dạ dày, xương, không dị ứng. Gel giảm đau Nociceptone giảm đau nhanh chóng các cơn đau cơ xương khớp, các cơn đau do chấn thương, đau liên sườn, xương nề, vai gáy. Giá chỉ 169.000 đồng với tuýp 40ml, 345.000 đồng với tuýp 120ml. Đặc biệt, khi mua combo 2 tuýp 40 và 120ml với giá 499.000 đồng sẽ nhận được một túi đeo chéo ngẫu nhiên xinh xắn. Nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 4780 để sở hữu ngay bí kíp xua tan cơn đau của bạn. Từ nãy đến giờ chúng ta đã nói rất nhiều đến những cái tác dụng cụ thể của Nociceptone rồi. Thế nhưng mà nó tác dụng thế nào đến những cái nhóm cơ hay là xương khớp ra sao? Thì bây giờ Thu Thủy có thể giới thiệu cho quý vị khán giả cũng như là Nguyên Anh được biết không? Chắc chắn rồi. Và để hiểu rõ hơn về chức năng của Nociceptone thì quý vị có thể tham khảo từ hướng dẫn sử dụng ở trong hộp của lọ gel này. Ở trong đây thì đã có hướng dẫn rất là cụ thể và rõ ràng. Nociceptone thì có tác dụng giảm đau nhanh và mạnh đối với những cơn đau cấp tính cũng như là mãn tính dai dẳng, lặp đi lặp lại nhiều lần như là đau khớp này, đau cơ, cổ, vai, gáy, hay là sẽ giảm đau mạnh các trường hợp chấn thương, sưng nề, tụ máu hay là bong gân, giãn dây chằng. Chính vì thế đây là sản phẩm rất là yêu thích của các vận động viên thể thao mỗi khi mà họ gặp chấn thương. Và bên cạnh đó thì trong này còn ghi rất rõ nhá, đó là giảm đau hiệu quả các chứng đau vai gáy, đau liên sườn, đau thần kinh tọa mức vừa, đau do cảm thụ thần kinh, đau cơ, đau nửa người do di chứng tai biến mạch máu não, tức là rất phù hợp với những người lớn tuổi. Rõ ràng rồi, đối với người già thì các chứng bệnh về cơ xương khớp là những chứng bệnh mà rất là hay gặp phải, hoặc là phong thấp, chạy khắp người mà không rõ nguyên nhân chẳng hạn. Và bên cạnh đó thì Nociceptone còn hỗ trợ phục hồi chức năng cơ xương khớp, giảm đau cơ, gân, khớp, dây chằng cho bệnh nhân trong và sau giai đoạn phục hồi chức năng cơ xương khớp, hoặc là bệnh nhân vật lý trị liệu, hoặc là y học cổ truyền nữa. Và đó là những cái tác dụng rất rõ ràng mà chúng tôi đã có thể tìm đọc được trong hướng dẫn sử dụng. Và chúng tôi rất mong là những ai mà lựa chọn Nociceptone thì cũng trước khi sử dụng hãy mở từ cái tờ hướng dẫn sử dụng ra và đọc thật kỹ để xem là nó phù hợp như thế nào. Và đặc biệt là có một điều chúng tôi lưu ý rằng là tất cả các thành phần của Nociceptone là hoàn toàn từ thiên nhiên, vì vậy không có tác dụng phụ. Và cụ thể là những thành phần nào ạ? Quý vị có thể thấy ạ, đây hoàn toàn là những cây cỏ tự nhiên, những vị thuốc từ thiên nhiên đúng không ạ? Và cụ thể thì chúng ta có thể thấy là ở đây có cây đuôi ngựa, thì chiết xuất của cây đuôi ngựa sẽ có tác dụng đó chính là giúp cho chúng ta giảm đau và giảm bị sưng nề, phù nề ở các cái phần cơ. Bên cạnh đó chúng ta còn có cây vuốt quỷ, cây vuốt quỷ này thì có tác dụng đặc biệt cho việc giảm đau các cơ và khớp. Còn đối với đất sét xanh thì có tính thấm hút rất là mạnh, chính vì thế mà nó sẽ giúp gel của chúng ta thẩm thấu nhanh hơn. Còn đối với húng tây thì công dụng của húng tây đó chính là chống viêm và làm săn chắc cơ. Bên cạnh đó chúng ta còn có một số loại tinh dầu khác, ví dụ như là tinh dầu tràm gió thì có tác dụng là tuần hoàn não và làm cho chúng ta đỡ bị đau đầu. Bên cạnh đó chúng ta còn có một loại tinh dầu nữa, đó là hương thảo, cũng có tác dụng là làm tuần hoàn và giảm đau nhức các phần xương khớp. Và tinh dầu long não thì sẽ giúp chúng ta cảm thấy sảng khoái cũng như là làm săn chắc cơ. Và tương tự như vậy với bạc hà, thì ngoài hai công dụng kể trên thì bạc hà còn giúp chúng ta chống viêm cũng như là làm săn chắc cơ. Và vừa rồi là những cái thành phần rất là tuyệt vời của Nociceptone. Thế nhưng mà bên cạnh là nó xuất phát từ thiên nhiên thì có một điều rất đặc biệt nữa, đó chính là nó được chiết xuất bằng những công nghệ rất cao tới từ Pháp. Và quý vị cũng biết rồi đấy, tiêu chuẩn y tế của Pháp thì rất là gắt gao. Chính vì thế khi mà được nhập vào Việt Nam thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như là tính an toàn của sản phẩm này. Và có một điều nữa mà chúng tôi cũng muốn lưu ý đến quý vị rằng là bên cạnh là những thành phần của nó đã tốt rồi, thế nhưng mà cái công thức kết hợp của nhà sản xuất cũng rất là hài hòa và hợp lý, khiến cho cái tác dụng của nó trong việc giảm đau hay là chống viêm về xương khớp đang cực kỳ hiệu quả.
Thế có lẽ là chúng ta cũng phải nói đến cơ chế giảm đau để quý vị khán giả hình dung được là Nociceptome giảm đau như thế nào mà lại hiệu quả đến như vậy, đúng không? Chắc chắn rồi. Vậy thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị cơ chế đầu tiên của nó, đó chính là cơ chế như Nguyên Anh đã thử lúc đầu, đó chính là cơ chế nhiệt lạnh. Cơ chế nhiệt lạnh ở đây, hãy lưu ý rằng nó không phải là khiến cho vùng da của chúng ta bị thay đổi nhiệt độ, mà chúng ta có cảm giác thay đổi nhiệt độ, từ đó giảm đau một cách tức thì và hiệu quả. Nói đến cơ chế này thì tôi chỉ nhớ là mình cũng đã sử dụng qua một số loại gel hoặc là cao dán chẳng hạn. Tuy nhiên thì có xảy ra trường hợp là bị bỏng da nữa. Chính xác, và đó là cái khác biệt của việc sử dụng cơ chế là cảm nhiệt lạnh này. Thì khi mà chúng ta bôi cái phần gel này lên cái vùng mà bị chấn thương hay là bị đau thì nó sẽ có tác động vào đó thôi. Thế nhưng mà nhiệt độ ở trên vùng da hoàn toàn không thay đổi. À, rất là tuyệt vời. Và cơ chế thứ hai đó chính là Nociceptome thì tác động vào những đầu mút tế bào thần kinh cảm thụ và cắt đứt cái dẫn truyền cơn đau. Chính vì thế mà giúp chúng ta cảm thấy là giảm đau nhanh chóng. Rất là đơn giản, tức là khi mà chúng ta bôi gel này lên thì là các dây thần kinh tại khu vực bị đau sẽ không cảm nhận được cái việc chúng ta đang đau nữa. Vì vậy là cái hiệu quả giảm đau của nó là tức thì. Và với những thành phần mà Nguyên Anh và Thu Thủy vừa chia sẻ thì chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy rằng là Nociceptome sẽ rất là hỗ trợ chúng ta trong việc là giảm sưng nề, giảm bầm hoặc là tan máu tụ, bởi vì ở trong đó có rất là nhiều những hoạt chất kháng viêm, săn chắc cơ hay là co mạch. Và đó là một cái thành phần rất hiệu quả. Và hơn thế nữa thì chúng tôi muốn nhấn mạnh lại là Nociceptome thì đã được nghiên cứu vào tháng 11 năm 2013, tức là rất lâu rồi, để chúng ta thấy được là có tác động giảm đau rõ rệt với sản phẩm này khi đã được Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp chứng nhận vào tháng 11 năm 2013. Và đó là một cái điều rất tin tưởng. Và hơn thế nữa là sản phẩm này đã được chứng nhận là lưu hành trên toàn thế giới và được cơ quan y tế tại Việt Nam xác nhận là cho phép lưu hành. Hãy nhớ rằng đây là một sản phẩm y tế có tác dụng liên quan đến vấn đề xương khớp hay là giảm đau. Như vậy là khi mà lựa chọn Nociceptome thì chúng ta hoàn toàn có thể an tâm, đúng không ạ? Sau khi mà nói về tác dụng của Nociceptome thì thực sự là Thu Thủy cũng muốn thử ngay. Bởi vì là vừa hôm qua thôi đi tập gym nâng tạ, thế là lại bị hơi bị đau khớp một tí. Có lẽ là bây giờ sẽ thử luôn. Người ta gọi là nhiều khi là mình cũng bị cố quá, đúng không? Bởi vì là khi mà chúng ta đi tập luyện thể thao thì thường có cái cảm giác là mình bị cố gắng một chút, là mình tập nhiều hơn và mạnh hơn một chút để có thể có được một thân hình săn chắc và khỏe mạnh. Thế nhưng mà đôi khi thì chính cái sự cố quá của chúng ta làm cho mình bị chấn thương. Thì bây giờ đã có một người bạn đồng hành, đó chính là Nociceptome. Và bây giờ thì Thu Thủy chắc là cũng thử dùng thử luôn để xem là cái cảm nhận của nó thế nào. Hứa luôn là cảm giác rất là thích thú luôn đấy. Mùi hương thế nào khi mà vừa mở ra? Rất là thơm, ngay từ khi mà mở nắp ra thì cũng đã cảm nhận được cái mùi thơm của gel này rồi, và rất là tự nhiên. Và quý vị có thấy là cái phần thiết kế của nó rất là đặc biệt khác với các loại khác trên thị trường không? Quý vị có thể thấy rằng là ở phần đầu của tuýp gel này thì là có hình vòng cung. Chính vì thế mà nó sẽ có tác dụng giống như là bi lăn. Rất là tiện dụng, đúng không ạ? Và sau đó thì Thu Thủy sẽ dùng chính cái đầu lăn này để có thể thoa phần gel vừa lấy ra. Và có một lưu ý cho quý vị khán giả khi mà chúng ta sử dụng nha, là tuyệt đối chúng ta không chà sát phần gel này mà chúng ta chỉ thoa lên vùng bị đau mà thôi. Khi chúng ta thoa, chúng ta sẽ để nó tự ngấm trong khoảng thời gian vài phút. Đấy là cái cơ chế hoạt động của gel, vì vậy tuyệt đối không được chà sát. Bây giờ cái cảm giác nó như thế nào rồi Thu Thủy nhỉ? Cảm giác đầu tiên thì cảm thấy rất là mát, rất là dễ chịu. Chính xác. Và đầu tiên là nhìn thấy là khi mà mình bôi ấy, cái cảm giác cái nhờn dính gần như là không có, mà chúng ta cảm thấy là nó sẽ thẩm thấu rất nhanh lên vùng da. Rất nhanh, chỉ sau vài giây thôi thì có thể thấy rằng là cái phần gel được bôi lên đã gần như là thẩm thấu hoàn toàn rồi. Thế sau khi mà bôi một vài phút thì bây giờ cảm giác của chúng thế nào? Cảm giác rất là dễ chịu Nguyên Anh ạ, bởi vì là cái mùi thơm là cái thứ nhất này, thứ hai là cái phần nhiệt ở trên tay của mình cảm giác nó rất là mát, rất là dễ chịu. Thực sự rất là thích. Thích đúng không? Và đặc biệt là cái cảm giác mà tay mình nó hơi mát mát mà lại cảm giác bị ê ẩm, nó gần như biến mất ngay. Thì đó là cái điều mà rất tuyệt vời của Nociceptome. Vâng ạ, với một sản phẩm rất là tuyệt vời như thế này mà lại chỉ có một mức giá là 499.000 đồng với hai tuýp sản phẩm như thế này thì thực sự là rất là đáng mua. Và chính vì thế mà quý vị hãy đừng chần chừ gì nữa mà hãy nhấc điện thoại lên để gọi đến tổng đài của chúng tôi để sở hữu ngay sản phẩm này trong tủ thuốc của gia đình, để chúng ta có một người bạn để giúp chúng ta dự phòng những lúc chấn thương, đúng không ạ? Chắc chắn là như vậy. Hãy nhớ nhá, số tổng đài của chúng tôi đó chính là 1900 4780. Gel giảm đau Nociceptome sản xuất và được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp với chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên an toàn, lành tính, gồm nhiều loại tinh dầu nguyên chất như lá đuôi ngựa, cây bóng quỷ, tinh chất đất sét xanh, húng tây, tràm gió, hương thảo, bạc hà, long não. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, không corticoid, không chất bảo quản. Dạng gel thẩm thấu nhanh chóng, có tác dụng làm dịu và giảm nhanh chóng các cơn đau cơ xương khớp, thống phong, chấn thương thể thao và giảm sưng nề hiệu quả. Z
gel giảm đau Nociceptone, không chất bảo quản, không tác dụng phụ, không gây biến chứng dạ dày, xương, không dị ứng. Gel giảm đau Nociceptone giảm đau nhanh chóng các cơn đau cơ xương khớp, các cơn đau do chấn thương, đau liên sườn, xương nề, vai gáy. Giá chỉ 169.000 đồng với tuýp 40ml, 345.000 đồng với tuýp 120ml. Đặc biệt, khi mua combo 2 tuýp 40 và 120ml với giá 499.000 đồng sẽ nhận được một túi đeo chéo ngẫu nhiên xinh xắn. Nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 4780 để sở hữu ngay bí kíp xua tan cơn đau của bạn. Vâng ạ, một lần nữa thì chúng tôi lại muốn nhấn mạnh với quý vị và các bạn về công dụng của Nociceptone. Đầu tiên thì Nociceptone sẽ hỗ trợ chúng ta điều trị hết sức hiệu quả các nhóm bệnh về cơ xương khớp hay là những trường hợp bị chấn thương do hoạt động thể thao hoặc là do hoạt động mạnh. Chắc chắn là như vậy, và bên cạnh đó thì còn hỗ trợ điều trị cho tất cả những cái người, ví dụ như là người lớn tuổi có bệnh kinh niên về liên quan đến cơ xương khớp, hay là những bạn nhỏ của chúng ta mà hay đùa nghịch chẳng hạn, mà có những cái vết bầm tím sưng hay là bị chấn thương nhẹ, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Nociceptone trong bất kỳ những trường hợp như vậy để có thể giảm đau này, giảm sưng, giảm phù nề hay là giảm đau xương khớp. Và không chỉ có người già và trẻ em, cả những người trung niên, những người phải lao động nặng này, hoặc là những cái bạn trẻ khi mà thường xuyên hoạt động thể chất, hoạt động thể thao chẳng hạn, thì Nociceptone cũng rất là cần thiết để giúp các bạn có thể điều trị chấn thương, đúng không ạ? Chắc chắn là như vậy, và đặc biệt là với những người trẻ như Thu Thủy và Nguyên Anh mà đang có nhu cầu là tập luyện thể thao nhiều này mà không may gặp phải những chấn thương, thì đây sẽ là một cách để giúp cho các bạn có thể duy trì được cái cường độ tập luyện mà tránh gặp phải những cái việc đau đớn dai dẳng, hay là việc là chúng ta đơn giản thôi, buổi sáng thức dậy mà bị đau cổ mỏi cổ thì chắc chắn là có một người bạn đồng hành là Nociceptone rồi. Đó, vẫn là đơn giản này. Phần đầu này thì nó tròn và hoàn toàn sử dụng chính cái phần đầu của tuýp gel này để bôi lên khu vực tay. Đó, một chút kem như vậy thôi. Thành phần của Nociceptone là hoàn toàn tự nhiên, chính vì thế mà quý vị không hề phải lo về tác dụng phụ. Khi mà chúng ta sử dụng chỉ cần xoa nhẹ nhàng và lưu ý tuyệt đối không được trà sát. Đó là điều hết sức lưu ý khi sử dụng gel Nociceptone. Bởi vì khi mà quý vị trà sát mạnh thì cũng rất có thể là chúng ta sẽ gặp phải những tổn thương lớn hơn ở vùng điều trị, đúng không ạ? Chỉ cần massage rất là nhẹ nhàng như vậy là đủ rồi. Khi mà chúng ta sử dụng thì điều đầu tiên tôi ngửi thấy đó là cái mùi thơm bạc hà rất là dễ chịu của những cái loại dược liệu. Đó là cái cảm giác mà man mác, khoan khoái khi mà chúng ta sử dụng ngay cái loại gel này thì là nó rất là mát. Tuy nhiên, đây là điều rất đặc biệt này, đó là không gây kích ứng da. Bình thường các loại keo dán hay là các loại gel khác, khi mà chúng ta bôi lên vùng da đó là nó là tác dụng nhiệt trực tiếp, vùng da đó bị thay đổi nhiệt độ. Còn với gel Nociceptone thì hoàn toàn không hề có việc kích ứng da, nhiệt độ tại vùng da đó vẫn giữ nguyên. Và còn một điều rất là tuyệt vời của Nociceptone đó chính là sản phẩm của chúng tôi không hề chứa corticoid. Chính vì thế mà quý vị hoàn toàn có thể an tâm sử dụng mà không lo lắng là sẽ bị ngộ độc corticoid, đúng không ạ? Bởi vì corticoid thì là một cái thành phần được sử dụng trong rất nhiều các loại sản phẩm khác trên thị trường. Và nếu như sử dụng thường xuyên và liên tục thì rất có khả năng bị nhiễm độc, thậm chí là có thể gây những cái như là liên quan đến dạ dày này, bị loãng xương này và rất nhiều những cái tác dụng phụ khác mà không ai mong muốn. Chính vì vậy mà những ai mà tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hay là có những cái bệnh mãn tính liên quan đến xương khớp thì chắc chắn Nociceptone là một sản phẩm mà quý vị nên lựa chọn. Với những công dụng như vậy và một mức giá vô cùng ưu đãi, với tuýp 40ml chỉ có 169.000 đồng và với tuýp 120ml đó chính là 345.000 đồng. Và ngoài ra thì khi quý vị mua combo thì quý vị còn nhận được những quà tặng hết sức dễ thương từ phía chúng tôi, và chúng tôi sẽ lựa chọn những món quà này ngẫu nhiên để gửi tới toàn thể quý vị. Quý vị nhớ nha, đó chính là khi chúng ta mua một tuýp Nociceptone 40ml giá là 169.000 đồng, một tuýp 120ml là 345.000 đồng. Nhưng chúng tôi khuyên là quý vị nên mua combo giá vừa rẻ hơn, tổng giá trị là 499.000 đồng. Bên cạnh đó, quý vị còn có những quà tặng ngẫu nhiên của chúng tôi để có thể mang đi học, đi chơi, đi làm hay là đi du lịch, rất tiện dụng, đúng chính xác. Và tuýp to thì để ở nhà để sử dụng cho cả gia đình này, tuýp nhỏ thì mang theo trong bất kỳ trường hợp nào của mình, thì đó chắc chắn là người bạn đồng hành trong quý vị rất là tuyệt vời. Và quý vị đừng quên nhé, hãy mang Nociceptone đi mọi lúc mọi nơi. Còn chần chừ gì nữa, quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới đường dây nóng của chúng tôi 1900 4780 để sở hữu ngay Nociceptone quý vị nhé. V-Shopping.